Bình thường vô đã ít đăng rồi. Tại vô vui, vô hay giỡn, vui giỡn, vui chạy khắp nơi, vui chơi, vui giỡn. Hoặc là quay mệt quá, vui sẽ ngủ. Vui không có gọi là gì. Không gọi là gì ta. Thao tác. Nói chung là quay chụp được nhiều như mọi người, nhưng mà vui đang cố gắng rồi, vui đang cố gắng là chụp nhiều hơn. Đợt vừa rồi không dám post gì nhiều, sợ sợ mình post nhầm, post những thông tin chưa được post, ăn biên bản. Gue sẽ nhớ up, Gue sẽ cố gắng update nhiều hơn nha. Gue có đang đọc truyện tranh nào không? Gue không. Gần đây không có thời gian đọc truyện tranh hay là xem phim gì hết. Nay giọng như lạ vậy, chắc chắc là bị bạc giọng thôi. Không sao, không sao, không có bệnh đâu mọi người ơi. Anh Hí còn làm việc cho bố không? Còn nha. Thấy mấy clip chị đẹp giỡn quá mà không tìm ra lưu ghiêu luôn. Lúc đầu ghi hơi hướng nội, ghi không giỡn lại mọi người á. Với lại chỗ nào mà nhiều âm thanh quá, ghi sẽ hơi núp, ghi sẽ hơi núp 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 một chút. Nhưng mà gần đây ghi quen rồi, ghi bắt đầu quen dần rồi. Đang quay tới công máy rồi, không có được spoil à. Hỏi mấy cái khác, hỏi về các thông tin đã update, đã được public rồi thì kêu trả lời được. Còn mấy cái mà chưa 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 public, chưa trả lời được. Kêu nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Ok. Ôi, đúng rồi, có cái này. Là vào trong ký túc xá mọi người ăn liên tục. Mọi người tưởng tượng 30 người nhé. 30 người thì sẽ là 30 người có những cái món ruột khác nhau đúng không? Mọi người sẽ có những món ăn vặt khác nhau, sẽ có những cái món ăn khá là thú vị khác nhau. Và mọi người ai cũng thảo tính á. Xong, mỗi lần mọi người mua cái gì đó ăn hoặc là mọi người mua cái gì đó uống, mọi người sẽ mua 30 phần. Cho 29 người còn lại và đi mời ăn khắp nơi là kiểu được ăn liên tục luôn. Mấy ngày đầu kia còn mang theo đồ ăn vặt, mấy ngày sau rút kinh nghiệm không mang theo gì nữa cả, nhưng mà đồ ăn lúc nào cũng đầy luôn. Trong Street Woman Fighter kia tưởng tượng với ai nhất hả? Ôi, nhóm nào cũng giỏi hết. Càng về sau mọi người càng kiểu đã quen được với nguồn của chương trình á, xong rồi mọi người thể hiện được cái cá tính mình nhiều hơn á, với lại tập luyện nhiều cũng làm cho các em giỏi lên á, cho nên tôi thấy các nhóm ai cũng có sự tiến bộ rất là nhiều, rồi dạn dĩ hơn, cool hơn. Kêu có gặp ba Dali không? Kêu không. Cái lúc kêu quay cái phần của Kêu là phần MC chương trình thì không có. Còn cái đoạn mà ba Dali xuất hiện là hình như là lúc đó các em đang quay ở trong trong gọi là gì ta, gọi là căn cứ cửa nhà chung đồ à. Lúc đó thì không có ghiêu đó. Tay ghiêu bị gì? Tay ghiêu bị gì? À đây á hả?
bữa cái gì dập được cái cửa xong cái nó bị dập cái móng á. Bây giờ mình sẽ đợi cái móng mọc dài ra thì nó sẽ hết. Hồi trước là nó bị dập ngay ở dưới đây nè, thì không thấy, bây giờ nó móng nó mọc dần lên thì sẽ thấy nó bị gãy dập ở đây. Xong rồi khi mà nó mọc ra hết thì sẽ hết. Đau không ạ? Ui, lúc bị thì đau chứ. Lúc bị thì đau, bây giờ hết đau rồi. Bây giờ móng nó hơi mỏng, đụng vào hơi nhức thôi nhưng mà hết đau rồi. Review Ngọc Phước hả? Ngọc Phước vô, Ngọc Phước giỡn tới nơi luôn á. Nhưng mà cũng khá là tập trung nghiêm túc và cố gắng. Chúc em giảm cân thành công đi, cố gắng lên nha. Chúc em giảm cân thành công nha. Em đừng có ép bản thân mình quá nha. Ép bản thân mình quá mình stress hơn, lúc đó mình còn ăn, mình còn dễ mập lại đó. Mình cứ quan trọng là kiên trì, với lại nó là một cái hành trình dài. Trong đó ai ồn nhất? Ký túc xá chia ra làm hai cái hẻm. Nếu mọi người có lên page của chương trình xem, mọi người sẽ thấy là có hai cái hẻm. Thì cái hẻm ồn nhất là cái hẻm Will ở. Tại vì tập trung rất là nhiều nhân tài ồn ào trong đó. Hẻm bên kia thì là hẻm bình yên hơn, hẻm kiểu hẻm chữa lành á. Hẻm chiêu chiêu. Nữa Will Live nhớ thông báo nha. Kiểu có thông báo bên cái group podcast ở bên IG á. Hello Phong Mai Tươi. Đi chuyển hộ khẩu. Ủa hẻm chữa lành đi. Chuyển hộ khẩu qua hẻm chữa lành nó không. Hẻm này đang vui. Ghiêu ở cuối hẻm. Ở cuối hẻm sớm lắm. Cuối hẻm lúc nào cũng là nơi kiểu tụ tập ăn uống. Cuối hẻm có Ghiêu với Hậu ở quậy tới nơi luôn. Ngày 1 tháng 10 là phiên live mấy tiếng? Ngày 1 tháng 10 là sẽ là mega phiên live 12, sẽ tầm 12-13 tiếng gì đấy. Nếu mọi người ủng hộ phiên live của Gil vào ngày 1 tháng 10 nhá. Ở sàn màu cam. Gil nằm giường trên hay giường dưới? Ở giường dưới. Cái xí giường dưới. Tại giường dưới kiểu thoải mái hơn á, đỡ phải leo lên leo xuống á. Đi vô giường là chỉ cần phóng một cái vèo là vào giường ngủ. Đã he. Đã he. Hai em Mocha với Macho đâu á? Bên nhà bên quận, bên nhà kia rồi. Giờ này kêu đi làm, lâu lâu về thăm mấy em. Nên mọi người sắp hết pin rồi, chắc phải đi, sắp ngày sáng mai lại đi quay sớm. Sớm.
Khi nào lại vào ở ký túc xá nội trú nữa? Sắp rồi. Vài ngày nữa. Chương trình gì vậy mọi người? Chương trình đạp gió rẻ xấu lắm. Chương trình đạp gió 2024 nha. Diệu nhớ hết tên các chị không? Nhớ chứ. Nhưng mà đừng có dụ Diệu nói ta. Tại hình như là có vài người còn chưa lên sóng. Không được 2 tháng 10 hay thế. Diễn ra chưa? Hình như là vừa mới đi quay MV cho chương trình xong thì tầm giữa tháng 10 sẽ có bắt đầu họp báo thông báo về chương trình, và hôm đấy chắc sẽ ra mắt MV luôn. Quay MV thích cực, vui cực. Xong sau họp báo là sẽ có thời gian chính xác lên sóng, mà Diệu nghĩ là tầm không biết, tầm giữa tháng 10 á. Cắt tóc xong hẳn quay công 2 à. Hy vọng là có thời gian nha. Có khi nào ghi tâm sự hồi ăn biên bản không? Lo quá đây nè, nãy giờ nói chuyện ngập ngừng là tại vừa nói vừa suy nghĩ đó. Khi nào có nước hoa ép nữa hả? Xài hết rồi á. Hình như là sắp tới vào ngày 30 sẽ có một phiên live bên TikTok của Xoài. Mọi người có thể qua để tìm hiểu thêm về deal nước hoa nhà ép nha. Nhớ Ghiêu lắm, nhớ đăng bài nhiều và chữ sức khỏe. Ghiêu cảm ơn muối không mặn nha. Live vậy là vui rồi hả? Mốt vô ký túc xá live chắc bị ăn biên bản dữ á. Làm sao để gặp được Gil? Làm sao ta? Em có thể đăng ký đi xem biểu diễn các công của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Yêu ơi, mùa đông ra Hà Nội ăn nằm nướng nha. Dạ. Yêu cũng muốn ăn nhiều món nữa. Qua quán gặp Yêu á, không gặp được đâu. Yêu còn ở quán nữa đâu mà. Yêu có nhớ fan Hà Nội không? Có ạ. Nhà em gần phim trường Dung mà Yêu quay á.
Cũng có quay ở phim trường Zoom, nhưng mà cũng có quay ở phim trường khác nữa, phim trường BHD cũng chín này, phim trường Stylist này, tùy chương trình. Nãy giờ mình nói phim trường hay chương trình ta? Nói chung là tùy chương trình mà sẽ có phim trường khác nhau. Cho xem nhà ở đây. Góc này thì đã lên sóng nhiều lắm rồi. Bữa gặp ở Aeon Hà Đông. Hết quá trời. Người chị đã đẹp quá vậy. Chú cảm ơn. Bữa đó vui thật. Đông vui thật. Mọi người đến đông quá trời. Kiếm gì mất ban đi hả? Thôi không ăn đâu. Để ra vào chương trình á, đôi lúc mình cũng phải giữ cân một tí để còn tập luyện nhảy múa lắc vòng bay lượn múa dẻo rồi á. Em thấy ăn quá đà được. Mày lâu mà đi làm riết bây giờ tủ lạnh nhiêu trống rỗng. Có sẵn gì ăn đâu. Năm rồi chưa làm gì. Chưa ở fan à. Trợ lý kiếm ghiêu. À. Hello. Thấy rồi. Thấy rồi. Chú thấy rồi. Chưa ngủ nữa. Mai dậy sớm đó. Fan hả? Với lại tình hình này thì tình hình gọi là gì? Thời lượng quay hình này á thì quay một lèo tới cuối năm lận. Bình thường Gil có quay cố định một phim trường không? Hồi nãy Gil có nói rồi đó, ví dụ như Street Woman Fighter chỉ là một phương trường là phim trường khác. Đạp Gió sẽ là một phim trường khác. Với lại hôm qua kia lại Gil đi quay MV thì lại là một phim trường khác. Tùy á mà. Không thấy mình ký biên bản trước rồi mình tâm sự hả? Thì cứ thấy mọi người giờ bắt đầu post quá trời rồi, nghĩ là không sao đâu. Nhưng mà có spoil thì làm sao spoil bằng mọi người. Chừng nào chiếu chị đẹp đạp gió. Nãy có nói đó, giữa tháng 10 sẽ có họp báo
sau họp báo là sẽ có thông báo chính thức về ngày phát sóng. Tôi cũng nghĩ sẽ trong tháng 10 thôi. Bị biên bản là bị trừ điểm ha anh? Bị trừ... Anh muốn biết nghe mà, bị biên bản hả? Giống như bị đi học mà bị kiểm điểm gì đó, bị đánh giá đó. From SS Swario with love. Oh, ah, hello Groovy, hello em. Tự nhiên muốn biến thành con gián rồi bay vô phòng kêu why. Thì sao lại biến thành con gián nhờ, mà còn gián bay nữa chứ. Em biến thành vợ bóng cạnh ghiêu được không đây bé? Em này á? Em này cũng được. Em vẫn mà cũng cười, cũng ok. Bé bóp vào lớp 1 chưa? Vào rồi. Bóp đi học lớp 1 rồi. Bóp cao nhất lớp luôn. Bóp học trường, bóp học trường mà hồi trước kêu cũng học. Ba bóp cũng học. Khôi cũng học ở đấy, cả gia đình học ở đấy. Cây nhà kia có dính bụi chưa à? Em tình nguyện lau. Kia cũng lau rất là thường xuyên. Ừ, mới thấy bóp nhỏ xíu đây, bây giờ bóp đi học lớp 1 rồi ha. Kia cũng thấy nhanh. Rồi quay lại xuống ngày đi làm xong về thấy bóp cao lên, lớn lên chậm vía. Mốt cao hơn Ghiêu luôn, Ghiêu nghĩ vậy á. Bóp chắc cao hơn Ghiêu là cái chắc. Hy vọng nhé. Hello Thủy Tiên. Hello. Chị sắp phải đi nghỉ rồi. 11 giờ rồi.
Nãy giờ mọi người cứ hỏi về việc up farm với ra MV trong năm nay. Chắc là không kịp đâu mọi người ạ. Bây giờ đang quay cuồng lắm. Công một hát ballad hay dance rồi, chết rồi. Spoil không ta? Năm sau cũng được giữ sức khỏe là được hả? Người cảm ơn. Người đang quay chương trình nào khác không? Người cũng có. Hóng chị đẹp. Dạ, yeah, cũng hóng, yêu cũng mong ngày đến ngày phát sóng tập 1. Tại lúc quay thì mình thấy, ý là mình tập trung quay quá, mình cũng không biết được mọi người sẽ làm gì trong chương trình, cho nên là cũng muốn xem ngồi với một cái góc nhìn là khán giả xem chương trình ấy, để biết được các chị em khác làm gì khi mà chuẩn bị thi thố chẳng hạn, và câu chuyện của mọi người nữa. Chị đẹp là ấn tượng nhất hả? Nhiều lắm. Ấn tượng về các chị lớn á. Thấy năng lượng của các chị quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn comment của gái nha. Phát sóng tập 1 xong, Gư Live trò chuyện tâm sự với mọi người về công diễn nha. Ok. Gư cũng mong là vậy. Gư cũng mong là khi phát sóng gì đó lên, mình sẽ tha hồ mình tám với nhau, kể nhau nghe mà không sợ. Gư có thể xin đăng hình hơn không? Gư cảm ơn. Gư sẽ cố gắng. Yagyu skincare như thế nào á? Ui, được rồi, khủng hoảng luôn mọi người. Ý là có thể là do lịch trình đi làm, với lại ngủ nghỉ nè, với lại mình make up nhiều, rồi make up liên tục, thì Yagyu cũng gặp vấn đề kiểu lên mụn ẩn nè, rồi mụn viêm tùm lum tùm la hết. Đợt đó mình ham vui, mình đi quay, mình không ăn uống, không uống nước đồ đầy đủ ấy. Xong một thời gian bị stress, kiểu nát mặt luôn, xì chết thật sự. Xong rồi phải kỹ lại thôi. Đối với Gil, cái thần kỳ nhất vẫn là uống nước. Cơ thể mình đủ nước, đủ độ ẩm rồi thì bắt đầu mình sẽ chăm qua những cái khác. Khi đang bị mụn thì tốt nhất không nên dưỡng ẩm quá nhiều. Gil nói chuyện với các chị trong chương trình chưa? Nói chuyện hết rồi chứ. Em đến ngôi nhà bên cạnh để làm hàng xóm với Gil, vui quá vậy.
thích nghe Gil rap lắm á. Chương trình này thì sẽ được nghe lại nha. Gil có ở chung hẻm với chị Minh Hằng không? Có. Gia đình văn hóa ở chung hẻm với nhau. Giờ mới đi làm về, nghỉ ngơi thôi. Ngoài hậu thì Gil còn nói chuyện với ai nhiều á? Nếu mà nói nhiều thì Gil sẽ nói chuyện với gia đình văn hóa nè, với Mai Tiên Vi cũng có đùa, cũng có giỡn cùng. Xong rồi có cái gì nè, với lại những người mà yêu thân trong nhóm diễn công một nữa, nhưng mà không spoil tên được đâu. Phiên bản được in sẵn. Thật ra nhiều người nếu mà nói về biên bản thì chắc có nhiều người nhận nhiều hơn Gil nhiều. Nhận tới nơi luôn á. Có chung với Xuân Nghi không Gil sao mà bắt spoil hoài đi đó nghe. Biết Gil diễn công một chung với ai rồi à? Em có đi xem hả?